Tàu tuần dương Verenia có 98 sĩ quan thủy thủ do Trung tá Sebastian Drouin chỉ huy tàu làm trưởng đoàn. Chuyến dừng chân tại cảng Tiên Sa là một điểm nhấn cho hợp tác Pháp-Việt Nam, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai nước nói riêng và quan hệ quốc phòng Việt Nam-Pháp nói chung đi vào chiều sâu. Theo đó, lịch trình từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 4, đoàn Hải quân Pháp sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Bên cạnh đó, đoàn cũng thăm tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu bóng chuyền với sĩ quan, thủy thủ tại đây và thăm nghĩa trang Pháp Tây Ban Nha tại Đà Nẵng, tham quan các điểm tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Đặc biệt, đoàn sẽ có buổi trao đổi giới thiệu với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân về phòng chống cháy nổ và hai bên sẽ có buổi huấn luyện trên biển sau khi tàu nhổ neo. Được biết, tàu Vendemia khởi hành từ Nome từ ngày 29 tháng 2 và thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển, tương tác với lực lượng vũ trang các nước Asia và khu vực.